Hi everyone, and welcome to our latest video. Today, we're gonna talk about the idiom at a crossroads. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với video mới nhất của English with K. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một thành ngữ và thành ngữ đó là at a crossroads. Trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, các bạn đừng quên là hãy nhấn nút like video này cũng như hãy đăng ký kênh YouTube English with K để theo dõi những video mới nhất nha. Okay, let's get started. What does it mean to be at a crossroads? What does it mean? To be at a crossroads means to be in a situation where you have to make an important decision that will have a big impact on your future. It's like standing at a real crossroads where two or more roads meet. You have to decide which road to take, and you know that your decision will affect where you end up. Như vậy, thành ngữ at a crossroads có nghĩa là gì? At a crossroads có nghĩa là ở ngã ba đường, ở trong một hoàn cảnh, ở trong một tình huống mà chúng ta cần phải đưa ra một quyết định quan trọng. Và quyết định quan trọng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của chúng ta. Giống như là khi chúng ta đi đến một ngã tư vậy, chúng ta không biết là chúng ta sẽ chọn con đường nào, hướng đi nào để đi tiếp. Cho dù bạn chọn con đường nào, hướng đi nào, thì quyết định đó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nơi mà bạn đến ở trong tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một vài ví dụ của thành ngữ at a crossroads. Number one, the young couple is at a crossroads in their relationship. Do they get married or break up? Câu này có nghĩa là cặp đôi trẻ đang ở ngã ba đường trong mối quan hệ của họ. Họ sẽ kết hôn hay là họ sẽ chia tay? Number two, the company is at a crossroads. Do they expand into new markets or stay focused on their current business? Công ty đang ở ngã ba đường, họ sẽ mở rộng ra các thị trường mới hay là họ sẽ tập trung vào những hoạt động kinh doanh hiện có của mình? Trong cuộc sống tất nhiên rồi, có rất nhiều thời điểm chúng ta at a crossroads. Chẳng hạn như là một học sinh cấp 3 tốt nghiệp phổ thông và không biết phải chọn ngành nào để học ở trường đại học. Hay là một người nào đó quyết định thay đổi sự nghiệp của mình. For example, a young professional who is considering changing careers. And the question for you is, what should you do if you are at a crossroads? Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở ngã ba đường? Bạn phải đưa ra một quyết định và quyết định này ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bạn sau này. Hãy để câu trả lời của các bạn vào trong phần bình luận của video này nha. Như vậy, hôm nay chúng ta đã học được một thành ngữ rất hay, đó là at a crossroads. Here is a reminder. If you are at a crossroads, you are at a point where a vital decision must be made that will affect your future. It's a moment of reflection where you pause to consider the different paths before you. And that concludes our today's lesson. Thank you for watching and subscribe for more English learning videos. See you next time. Bye bye.